Ở đây là đang diễn ra một cuộc giao dịch cẩu xe. Máy cẩu đã được chuẩn bị. Đây là các cái móc treo nha các bạn. Móc treo này, của cần cầu này. Đó. Cầu sập cây ra, nhấc cây lên. Cháy nhà của mình là an toàn nhé. Thank you.
rất kỳ công đúng các bạn, đây tiền tỷ của khác. Hết phần 1 đi các bạn ơi, tôi chuyển sang phần 2 đây.